chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình gặp gỡ nhân vật của Văn Lang TV Mình là Phương Nguyên, ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với các bạn trong số phát sóng lần này Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ Thùy Dương, kỳ thủ cờ vua giải vô địch cờ vua quốc gia năm 2023 Chào chị Thùy Dương ạ, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho em và các bạn khán giả của Văn Lang TV có thể biết thêm được không ạ? Hello Phương Nguyên và xin chào các bạn sinh viên Uh, mình tên là Bạch Ngọc Thùy Dương, khóa 27 ngành marketing của trường Đại học Văn Lang. Hôm nay mình rất vui khi được là nhân vật của chương trình và để có thể chia sẻ về niềm đam mê của mình. Chị Thùy Dương ơi, theo như em được biết ý, thì từ những năm học cấp 2, chị đã bắt đầu tham gia thi đấu cờ vua và có cho mình những thành tích vô cùng ấn tượng. Vậy thì không biết là cơ duyên nào đã đưa chị đến với bộ môn này và dần biến nó trở thành một niềm đam mê lớn như bây giờ ạ? À? Uh, cơ duyên đến với cờ vua của chị thì khá là đặc biệt thường thì các bạn sẽ được cho là ba mẹ dẫn đi học hoặc là yêu thích mới đi học thì chị là do chị thấy anh chị uh, chơi cờ một mình nên là chị nhờ anh chị dạy cho chị xong rồi uh, cả hai năm cùng chơi rồi một hôm thì được thầy của anh chị gọi vào học cùng luôn và từ đó đến nay là chị theo đuổi cờ chuyên nghiệp luôn vậy thì lần đầu tiên chị biết đến bộ môn cờ vua là vào lúc nào ạ uh, chị biết cờ vào năm uh, lớp ba Uh, sau đó thì chị đi thi đấu và đạt được một số thành tích nhất định và chị đam mê cờ từ đó Vậy thì em thấy là mình đã bắt đầu rèn luyện cũng như là bắt đầu đi thi đấu những cuộc thi lớn nhỏ được tận 11 năm rồi đúng không ạ? Và em được biết thì gần đây nhất chị còn xuất sắc giành được giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia được tổ chức tại Thái Nguyên. Không biết là trong suốt quá trình thi đấu của mình có kỷ niệm nào mà khiến chị cảm thấy vô cùng khó quên không ạ? Về kỷ niệm mà đáng nhớ thì rất là nhiều. Thì uh kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị có lẽ là vào uh, giải trẻ châu á đó là lần thứ tư chị tham gia giải và ba lần trước chị đều tiệm cận đạt huy chương uh, đều là hạng 4, hạng năm và chị rất tiếc luôn chị cảm giác như là suy nghĩ là bản thân mình không có cơ hội để đạt được huy chương hả hay là mình không có duyên đó, cái giải này thì đến lần thứ tư mà chị đi thi, thi đấu thì uh, chị được huy chương vàng cũng lần đầu tiên chị được huy chương cấp độ châu á thì chị rất là vui chị cảm giác là thật là may mắn khi mà mình không bỏ cuộc sớm mình vẫn tiếp tục con đường của mình Wow em thấy thật sự đây là một sự nỗ lực vô cùng lớn luôn. Vậy thì không biết là khi mà chị biết được mình sẽ đại diện đi thi ở đấu trường quốc tế, um, hình, hình như là không có người thân và bạn bè xung quanh hỗ trợ đúng không ạ? Vậy thì không biết là chị có thấy buồn có thấy tủi thân hay cảm thấy dè chừng bởi đối thủ xung quanh không ạ? À, ban đầu khi mà được đi thì uh, chị cũng cảm giác rất là buồn tại vì um, đa số là các bạn còn nhỏ đi là sẽ có ba mẹ đi theo, chị thì đi theo huấn luyện viên thôi. Nhưng mà chị cũng nghĩ là đó là một cái cơ hội để cho mình có thể độc lập từ còn lúc nhỏ. Đến lúc mà tham gia giải đấu rồi đó, thì bắt đầu mình mới cảm giác là có nhiều nỗi lo hơn nữa là lo thành tích, là lo là mình không thắng được các bạn, mình sợ là mình không thi đấu được. Thì um, giai đoạn đầu thì chị cứ nghĩ là thôi kệ đi, mình đấu là mình vui. Uh, mình đấu được gặp gỡ các bạn là mình đã được học hỏi nhiều rồi sau này thì uh, chị gặp được nhiều bạn hơn nữa chị suy nghĩ là nếu mà mình muốn đạt thành tích thì mình cần phải vượt qua được các bạn mạnh mình phải chiến đấu được với các bạn cùng uh, trình độ với mình để có thể đạt được thành tích tốt thì mỗi khi mà trước các giải đấu á, là mình phải uh, tập luyện đầy đủ nè mình phải trang bị đầy đủ hết có thể uh, trở thành một cái uh, sự chuẩn bị sẵn sàng để mình có thể chiến đấu thì cũng nhờ vào uh, ba mẹ huấn luyện viên nè các bạn, rồi các anh chị luôn đồng hành với chị Xong rồi chị còn cảm thấy may mắn khi niềm đam mê của mình có thể cao lớn như vậy Để có thể uh, chiến đấu và vượt qua các áp lực đó dạ, Lần đầu tiên đi thi đấu quốc tế, không có bạn bè và người thân xung quanh Không biết là chị có cảm thấy hồi hộp, lo lắng hay là bị dè chừng bởi các đối thủ khác không ạ? Lần đầu tiên đi thi đấu quốc tế thì uh, chị cảm giác hơi tuổi thân một tí là chỉ có thầy theo thôi Còn bố mẹ của chị thì lại ở nhà vì uh, chi phí không cho phép Nhưng mà trước khi đi thì ba mẹ cũng luôn động viên Cũng luôn là cố gắng bình tĩnh thi đấu thôi Không có nhất thiết là con phải là hành tích tốt hay là gì cả Cứ chiến đấu hết mình uh, Đến lúc mà đến thi đấu rồi thì uh, cũng nhờ thầy an ủi động viên phía sau Mà chị có thể vượt qua được những cái sự lo âu đó Chứ không thôi thì có thể là đã khó để được hành tích như hôm nay rồi Em thật sự hiểu những áp lực mà chị đối mặt, không thể tránh khỏi là mình sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng và hồi hộp, đặc biệt là còn khi đi thi đấu ở giải quốc tế nữa. Vậy thì không biết là khi gặp những cảm xúc như vậy, chị làm cách nào để có thể đối diện và vượt qua nó ạ? À? Ừ, ban đầu thì uh, mình không thể nào mà mình có thể kiểm soát được hết, mình chỉ có thể vô ngồi đánh với cái cảm giác mà lúc nào cũng suy nghĩ là làm sao để thắng đối thủ nè, làm sao để có thể uh, tập trung thi đấu, làm sao để có thể đạt được thành tích. Uh, Chị nghĩ là tất cả các bạn động viên mà vận động viên mà tham gia thể thao hay là các môn khác thì thường cũng vậy. Nhưng mà việc mà mình có thể vượt qua được đó là mình dùng đam mê của mình, mình tin tưởng vào bản thân mình, mình tập luyện nhiều hơn, mình uh, Uh, biết ơn mình cảm giác luôn nhớ về những lời động viên của những người xung quanh mình của ba mẹ của thầy cô gì đó thì uh, mình sẽ có thể uh, vượt qua một cách uh, tốt nhất và trước khi mà mình tham gia một giải đấu lớn hay một giải đấu quan trọng nào đó thì mình uh, luôn phải có sự chuẩn bị kỹ càng mình khi mà mình có sự, sự chuẩn bị đó mình sẽ tự tin hơn vào uh, việc mà mình tham gia giải đấu đó và việc mà chỉ có thể vượt qua được nhiều hơn nữa là chị thi đấu nhiều hơn chị uh, sẽ uh, có thể cải thiện được cái uh, sự lo âu của mình mình sẽ bình tĩnh hơn và mỗi ván đấu mình đã suy nghĩ là mình đã gặp nhiều đối thủ rồi mà nên là đối thủ này cũng không là gì cả oh dạ vậy thì để có thể giành được những cái thành tích vô cùng ấn tượng như bây giờ chắc hẳn là chị đã dành rất nhiều thời gian để rèn luyện đúng không vậy thì chị có thể chia sẻ một chút về quá trình rèn luyện của chị như thế nào được không ạ uh, thường thì uh, uh, khoảng thời gian mà chị còn học cấp 2, cấp 3 á thì uh, việc mà chia thời gian ra thì hơi khó đối với chị tại vì uh, lịch học của mình là thường xuyên luôn mình học từ sáng tới chiều thì tối về mình phải làm bài tập ở trường nữa thì uh, chỉ có chỉ có thể là dành cho cờ khoảng trong ngày á rất là ít còn đến cuối tuần thì chị sẽ tập trung hẳn vào đến lúc mà chị chuẩn bị thi đấu thì coi như là bài vở thì chị sẽ để qua một bên một tí chị sẽ tập trung nhiều hơn nữa chị sẽ có sự chuẩn bị cho mình để mình đi hiếu giải sau đó về mình lại tập trung hẳn vào bài mình sẽ uh, linh động thời gian của mình hơn còn về lên đại học á, thì uh, chị cảm giác là chị được chủ động thời gian hơn mình có thể xếp lịch học cho mình mình có thể dùng những thời gian rảnh mình uh, phân chia hợp lý tại vì uh, lên đại học thì uh, các bạn có mình làm bài việc nhóm nhiều mà nên là có các bạn cũng hỗ trợ chị nên là chỉ cần mình linh động thời gian một tí mình sắp xếp thời gian mình có một cái thời khóa biểu cho mình hợp lý là mình sẽ có thể uh, cân bằng cả hai với lịch rèn luyện và thi đấu dày đặc như vậy thì chắc hẳn là chị cũng cảm thấy hơi khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học tập trên trường lớp cũng như là việc đảm bảo kết quả thi đấu vậy thì không biết là chị có một cái bí quyết nào đó để giúp bạn em có thể cân bằng được um, thời gian giữa thi đấu và học tập không ạ Ờ, chị nghĩ là thường các bạn nên đặt mục tiêu cho mình là trong khoảng một thời gian nhỏ thôi là trong một ngày trong một tuần và khoảng một tháng thì các bạn cần đạt được cái gì thì bạn nói ra sau đó bạn sẽ xếp những cái việc vào việc đó vào cái cung giờ mà mình có thể làm được mình sẽ hoàn thành tiến độ đó trong bao nhiêu để mình có thể đạt được thành quả tốt nhất trong quá trình thi đấu thì đối với chị đâu là yếu tố mà chị cảm thấy khó khăn nhất ạ à? ừ, có lẽ là Yếu tố khó khăn nhất thì chắc là kinh nghiệm hoặc là uh, những cái uh, kiến thức mà mọi người có được thì uh, việc mà đi đấu với một đối thủ mạnh hơn đó, họ họ có kinh nghiệm nè họ có kiến thức mình chỉ cần uh, đi vào một cái khoảng mà mình không biết người ta người ta chuẩn bị mình thì uh, mình khó có thể nào mà duy trì được cái uh, sự cân bằng của trong cái ván cờ lắm thì khi đó mình phải bình tĩnh mình phải uh, vận dụng hết những gì mà mình đã học được mình để giải quyết nó. Dạ em thấy là chị đã dành rất nhiều thời gian để rèn luyện và chứng minh rằng đây là một niềm đam mê đủ lớn để mình có thể theo đuổi nghiêm túc và hiện tại chị đang học hành và hiện tại chị đang học ngành marketing tại trường đại học văn lam thì không biết là dự định tương lai của chị như thế nào chị có kế hoạch gì không ạ? Ờ, chị sau khi mà tốt nghiệp ở trường á, thì chị chắc là vẫn theo cờ đỉnh cao chị muốn đi theo chuyên nghiệp hẳn luôn là bây giờ chị đang là một nữ kiện tướng quốc tế sau khi tốt nghiệp đại học thì chị uh, quyết định sẽ theo cờ chị đi thi đấu chuyên nghiệp và hướng đến đỉnh cao bây giờ chị đang là một nữ kiện tướng quốc tế thì uh, cái mục tiêu mà cao nhất của chị sẽ là đại kiện tướng À, thường thì à, trong thể thao hay trong thi đấu á, thì à, các vận động viên sẽ có một cái giai đoạn vàng họ sẽ đỉnh cao họ sẽ ở phong độ đỉnh cao nhất trong cái giai đoạn đó đến phía bên cái giai đoạn á, thì người ta sẽ à, không thể theo chuyên nghiệp được nữa thì có thể là chị sẽ lui về làm huấn luyện viên hoặc là kết hợp với chuyên ngành mà marketing chị đang học với môn thể thao để có thể à, làm tốt cả hai vậy với dự định tương lai này là do bản thân mình tự tìm hiểu hay là chị có nhờ sự định hướng của ai không ạ à, định hướng bây giờ của chị là do bản thân chị tự chọn thường thì ba mẹ chị chỉ có đưa ra lời khuyên hoặc là lắng nghe chị chia sẻ và luôn ủng hộ chị à, nên là chị muốn có thể uh, làm ngoài việc mà trở thành một vận động viên hay là một kỳ thủ giỏi đó, thì chị muốn mình có thể biết thêm nhiều một lĩnh khác nữa em tin rằng việc trải qua những thử thách và khó khăn chính là cách mà bản thân mỗi chúng ta trở nên trưởng thành hơn theo năm tháng bởi vì không có con đường nào là bằng phẳng cả vậy thì không biết là chị Thùy dương có đôi lời nào muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên của valang tv không ạ Cảm ơn câu hỏi này của Uyên nha. Với mình, mình thường nhận thấy rằng là mọi người thường sẽ để ý vào kết quả hơn là chú ý đến quá trình. Nhưng chính quá trình mới có thể mang đến kết quả hôm nay của các bạn. Vì vậy mà mình hy vọng các bạn có thể sử dụng niềm đam mê, tin vào chính bản thân mình để có thể đánh bại những tiêu cực và những khó khăn trên con đường mà các bạn đang trải qua. À, và chúc cho các bạn khi mà vượt qua được những giai đoạn trong gai đó sẽ là một con đường nở hoa Đến đây thì chương trình gặp gỡ nhân vật xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và lắng nghe những chia sẻ của chị Thùy Dương. Đừng quên theo dõi Fanpage Văn Lang TV để có thể cập nhật những thông tin mới nhất và theo dõi gặp gỡ nhân vật số tiếp theo nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.